Thưa quý vị, xác định việc thực hiện chỉ thị số 20 ngày 18 tháng 1 năm 2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng là quan trọng và cấp thiết. Ngay từ khi chỉ thị ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch về việc thực hiện chỉ thị 20, giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu tổ chức thực hiện. Coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác chính trị, tư tưởng của Đảng bộ tỉnh. Thực tiễn 5 năm thực hiện cho thấy, chỉ thị 20 đã góp phần rất quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên và nhân dân, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng của tỉnh. Chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống hôm nay sẽ phản ánh những kết quả đạt được trong thực hiện chỉ thị trong 5 năm qua. 5 năm qua, thực hiện chỉ thị 20 của Ban Bí thư, các cấp ủy Đảng trên địa bàn toàn tỉnh đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi về cán bộ, kinh phí, trang bị kỹ thuật cũng như các giải pháp nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử. Tính đến nay, sau khi thực hiện chỉ thị 20, số lượng và chất lượng các môn sách lịch sử mới xuất bản được nâng lên rõ rệt. Công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử được chú trọng hướng tới đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, đảm bảo về nội dung và đa dạng, thiết thực và hình thức thực hiện. 33 công trình lịch sử được các cơ quan đơn vị cấp tỉnh xuất bản, tái bản. 9 trên 9 huyện thành phố đã nghiên cứu biên soạn và chỉnh lý, bổ sung tái bản lịch sử Đảng bộ đến năm 2022. 63 cuốn lịch sử Đảng bộ địa phương ở cấp xã, phường, thị trấn được nghiên cứu, biên soạn, xuất bản. Ngoài ra, một số huyện thành phố xuất bản được cuốn sách lịch sử kháng chiến chống xâm lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lịch sử các đơn vị, ngành, đoàn thể được xuất bản từ năm 2018 đến nay chỉ là một trong số rất nhiều kết quả đạt được qua việc thực hiện chỉ thị 20. Sau khi được ban hành cuốn lịch sử Đảng bộ của phường giai đoạn 1946-2016 thì cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ được học tập và nghiên cứu. Sau khi học tập nghiên cứu xong thì cũng tạo cái sự chuyển biến tích cực về việc học tập, tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, noi gương các thế hệ cha ông đi trước trong quá trình xây dựng và phát triển địa phương một cách toàn diện và đầy đủ về chính trị, tư tưởng của đội ngũ cán bộ đảng viên. Cùng với công tác biên soạn, xuất bản các ấn phẩm, công tác tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng cho cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ được quan tâm, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn, hội thảo khoa học, tọa đàm, các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, về quê hương cách mạng, thủ đô kháng chiến, chú trọng tôn tạo các di tích lịch sử, bổ sung tài liệu hiện vật cho các khu trưng bày, khu di tích. Các cấp bộ đoàn tổ chức các hoạt động tham quan tìm hiểu các địa danh lịch sử của đất nước và của tỉnh, qua đó tuyên truyền giáo dục về đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ, phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, thăm hỏi các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ, thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ được tổ chức thường xuyên với sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Thực hiện chỉ thị số 20 của Ban Bí thư thì nâng cao cái chất lượng nghiên cứu và biên soạn lịch sử Đảng và lịch sử Đảng bộ địa phương, thì với chức năng là cơ quan tham mưu giúp việc cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc thực hiện chỉ thị số 20 rồi thì quy định số 410 của Tỉnh ủy, thì trong những năm vừa qua thì Ban Tuyên giáo đã tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ ủy, thứ nhất là lãnh đạo chỉ đạo các cái chi đảng bộ cơ sở là tổ chức nâng cao cái chất lượng nghiên cứu biên soạn lịch sử đảng bộ của các địa phương. Thì báo cáo đồng chí là cho đến nay thì đối với đảng bộ huyện Võ Nhai thì đã 15 trên 15 đảng bộ xã thị trấn đã hoàn thành cái việc nghiên cứu biên soạn và ban hành cái cuốn lịch sử của đảng bộ xã. Thì qua quá trình ban hành và rà soát thực hiện xem nghiên cứu thì cơ bản là các cái cuốn lịch sử đảng bộ của các xã thị trấn đều đảm bảo về những theo những cái quy định của trung ương, của tỉnh. Rồi để tiếp tục thực hiện tốt cái chỉ thị số 20 trong cái thời gian tới thì với chức năng nhiệm vụ là cơ quan tham mưu giúp việc thì Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường
cái công tác lãnh đạo chỉ đạo, đặc biệt là chú trọng tới công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị số 20 và của Ban Bí thư và cái quy định số 410 của tỉnh ủy tại cơ sở, và tham mưu cho Ban Thường vụ ủy chỉ đạo các cái đơn vị mà tổ chức cái việc nghiên cứu chỉnh lý bổ sung cuốn lịch sử Đảng bộ đến thời điểm năm 2024. Trên 500 tin bài, ảnh, video clip tuyên truyền về các sự kiện lịch sử quan trọng của tỉnh được đăng tải trên báo Thái Nguyên. Hàng trăm chương trình ngày này năm xưa đã lên sóng truyền hình Thái Nguyên. Đặc biệt, 46 game show và 3 chương trình gala Dân ta phải biết sử ta được Ban Tuyên giáo tỉnh ủy chỉ đạo, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức sản xuất và lên sóng thành công từ năm 2019 đến nay, là một trong những điểm nổi bật trong công tác tuyên truyền lịch sử Đảng nhằm cụ thể hóa thực hiện chỉ thị 20 của Ban Bí thư, được đông đảo dư luận nhân dân đánh giá cao. Có thể khẳng định, Thái Nguyên là một trong những địa phương có cách làm mới, sáng tạo, phù hợp trong thực hiện chỉ thị 20 về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Cũng là một sự cụ thể hóa thực hiện chỉ thị 20, góp phần chủ động, tích cực phòng ngừa, đấu tranh phê phán, phản bác các thông tin sai lệch, các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử Đảng ta cũng được các cấp ủy quan tâm chú trọng thực hiện. 5 năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức thành công nhiều hội thảo khoa học nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn cũng như các sự kiện của tỉnh. Sau các cuộc hội thảo khoa học, các bài viết tham gia đều được tập hợp in thành sách kỷ yếu hội thảo để làm tài liệu tuyên truyền cho cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ về lịch sử truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước. Những kết quả đó là nguồn động viên tiếp thêm sức mạnh cho các cấp, các ngành và đội ngũ làm công tác này tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Để tiếp tục nâng cao chất lượng cũng như là hiệu quả của việc thực hiện chỉ thị số 20 của Ban Bí thư về công tác lịch sử Đảng, thì tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác nghiên cứu cũng như là biên soạn lịch sử Đảng. Nhiệm vụ thứ hai đó là cần chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục chỉnh lý, bổ sung, tái bản các công trình lịch sử đã xuất bản từ những năm 2015 trở về trước. Và nhiệm vụ thứ ba đó là phải đẩy mạnh việc số hóa các công trình nghiên cứu lịch sử, đồng thời chăm sóc tốt đối với các điểm di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn. Nhiệm vụ thứ tư đó là cần phải chú trọng nâng cao chất lượng của công tác thẩm định các bản thảo, các công trình lịch sử từ trước khi xuất bản, cũng như là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng cho các cán bộ, các đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh, đặc biệt là thế hệ trẻ. Và trong đó là cần phải chủ động đấu tranh, phản bác các cái quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử của các thế lực thù địch. Nhiệm vụ thứ 6 đó là cần phải chú trọng bố trí cán bộ có năng lực tốt và được đào tạo đúng chuyên ngành lịch sử Đảng tại Ban Tuyên giáo của các cấp ủy, cũng như là tăng cường việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng. Và một vấn đề nữa, theo tôi cũng vô cùng quan trọng, đó là các cấp ủy Đảng cần phải bố trí kinh phí để đảm bảo việc phục vụ công tác nghiên cứu, công tác biên soạn lịch sử Đảng, và đặc biệt là phải có các hình thức động viên, khen thưởng kịp thời đối với các cơ quan, các đơn vị, các cá nhân thực hiện tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong cái lĩnh vực này. Qua 5 năm triển khai chỉ thị 20, có thể thấy rõ yếu tố quyết định thành công chính là nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống, và những kết quả đạt được của công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng cũng chính là góp phần khẳng định sự ra đời, phát triển, trưởng thành và vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, nhân tố quyết định thắng lợi công cuộc kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh. Đến đây, chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.